Năm con giáp có duyên với tiểu nhân, hết lần này đến lần khác tìm đội nón ra đi sau Tết Đoan Ngọ. Xin kính chào quý khán giả của Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc đến quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị, trên cuộc đời thì trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không ai giống ai. Có những người gặp nhiều may mắn nhưng lại có những người gặp vận đen đủ triền miên. Nếu là một trong ba con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ dưới đây, bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, chớ nóng vội kẻo bị tiểu nhân lợi dụng hãm hại. Đó là con giáp nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên đó là tuổi Sửu. Khoảng thời gian trước thì tuổi Sửu được thần tài quý nhân giúp đỡ thế nào không rõ, nhưng đây lại là một trong ba con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ gặp họa tiểu nhân. Cụ thể, trong công việc của tuổi Sửu thì gặp khá nhiều rắc rối, đặc biệt là người làm trong lĩnh vực kinh doanh. Khi gặp khúc mắc trong chuyện ký kết hợp đồng, quan hệ đối tác, cộng thêm tính cách thẳng thắn, ghét xu nịnh, có gì nói nấy mà tuổi Sửu cũng dễ làm người khác mất lòng. Hơn nữa, điềm báo hung tinh đang đe dọa khiến cho bản mệnh không chỉ đánh mất nhiều vận may tài lộc mà còn tiêu tốn khá nhiều tiền vào khoản tình phí. Tuy nhiên thì đây không phải là do tuổi Sửu bị lừa, gặp phải kẻ đào mỏ mà chẳng qua là con giáp này cảm thấy nên mua sắm quà cáp, chiều chuộng đối phương để người đó được vui vẻ. Người đã lập gia đình thì nên cẩn thận về con cái vì trẻ có thể dễ mắc bệnh cảm cúm. 2. Tuổi Thân. Sau Tết Đoan Ngọ, những người tuổi Thân gặp khá rắc rối khiến cho con giáp này trở tay không kịp. Một trong số đó là bị tiểu nhân gài bẫy, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Thân sẽ bị lỡ mất cơ hội để bày tỏ tình cảm với mình, người thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Trong khi đó, người có đôi thì lại nảy sinh mâu thuẫn đục đục. Mặc dù vậy, tuổi Thân không nhìn thấy sai sót của mình ở đâu, cũng chẳng hề nhận ra bản thân mình đã bị kẻ xấu đâm sau lưng. Do đó, những người tuổi Thân nên bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, đừng mù quáng tin theo lời những kẻ không đáng tin, gạt đi lời khuyên bảo của những người thật lòng đối đãi với mình để không phải hối hận sau này. Do chuyện tình cảm chẳng đi tới đâu nên tâm trạng của tuổi Thân bị ảnh hưởng ít nhiều, khiến cho bản mệnh khó tập trung vào công việc. Do đó mà công việc của tuổi Thân vẫn ngổn ngang chất đống, hiệu quả công việc không cao, kéo theo tài vận bị giảm sút nghiêm trọng. Vậy nên tuổi Thân được liệt vào danh sách ba con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ. 3. Tuổi Dậu. Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu trong thời gian tới thì gặp khá nhiều khó khăn thử thách do có thể gặp phải kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, cố tình gây cản trở. Bên cạnh đó thì tính cách nóng nảy quá mức, cả giận mất khôn nên tuổi Dậu dễ gặp phải họa thị phi từ miệng mà ra, nói lời không nên nói, làm những điều không nên làm. Từ đó khiến cho các mối quan hệ, đặc biệt là đối với đồng nghiệp không được tốt. Lời khuyên cho gia chủ tuổi Dậu đó là nên nói ít làm nhiều, hạn chế việc lỡ mồm mà rước họa vào thân. Đường tài lộc của tuổi Dậu sau Tết Đoan Ngọ cũng có phần sa sút nên bản mệnh cần phải đề phòng bị lừa gạt, chớ nên tin người thái quá mà tiền đội nón ra đi. Đặc biệt nếu ai đang có ý định đầu tư hay kinh doanh lớn, tuổi Dậu nên thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng, đừng ham cái lợi trước mắt mà vồn vã vì điều này, chỉ tạo thêm sơ hở cho kẻ tiểu nhân chọc phá mà thôi. Không chỉ tài lộc không thuận lợi mà chuyện tình cảm sức khỏe của những người tuổi Dậu cũng không hề tốt đẹp. Đường tình duyên lận đận, đặc biệt là những người còn độc thân do mãi chưa tìm được một nửa của mình. Có lẽ một phần vì tâm trạng thất thường, buồn bã về chuyện công việc, tài chính, lẫn tình cảm nên bản mệnh không còn thiết tha gì với tình trạng sức khỏe của mình nữa. Con giáp này khó tránh khỏi căng thẳng áp lực trong thời gian tới. Với những lý do trên thì tuổi Dậu được xếp vào danh sách một trong ba con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ cũng không hề oan. Quý vị vừa theo dõi nội dung ba con giáp có duyên với tiểu nhân, xui xẻo đủ đường. Như quý vị đã biết, trước khi kết hôn thì ba con giáp này có thể là những kẻ lông bông không biết tu chí làm ăn hay đơn giản là chưa gặp được cơ hội tốt. Nhưng sau khi lấy vợ thì ba con giáp nam này lại đổi vận phát tài trông thấy. Đó là con giáp nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi nội dung tiếp theo. Ba con giáp nam một bước lên tiên giàu sang phú quý sau khi lấy vợ.
Trước đây thì chúng ta không ít lần nhắc tới những con giáp nữ lấy chồng được giàu sang phú quý, đổi vận sau khi mà lấy chồng chính là yếu tố giúp cho cuộc sống của họ trở nên an nhàn, sung túc hơn. Nhưng ngược lại, cũng có một số con giáp nam chỉ có thể đổi vận giàu lên sau khi lấy vợ nhờ được hưởng ké phúc khí từ vợ của mình. Dưới đây là ba con giáp nam phát tài sau khi lấy vợ. Bạn có phải là một trong số đó? Đầu tiên đó là tuổi Sửu. Trời sinh tuổi Sửu vốn là người chăm chỉ, có trách nhiệm, không bao giờ ngại khó, ngại khổ và dám đương đầu với thử thách. Tuy nhiên thì sự nghiệp của tuổi Sửu lại chẳng có bước tiến nào đáng kể khi còn độc thân, từ đó khiến cho tiền tài cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu, chẳng thể dư giả mà tiêu tiền thoải mái được. Nhưng sau khi kết hôn, con giáp nam này như được hưởng ké vượng khí của vợ, nhờ vậy mà những khó khăn trước đó đều được giải quyết ổn thỏa. Không chỉ vậy, đàn ông tuổi Sửu vốn là người có trách nhiệm, biết chăm lo gia đình, nên sau khi kết hôn, họ càng có thêm động lực để cố gắng phấn đấu hơn trong sự nghiệp. Cũng nhờ đó mà cuộc đời của tuổi Sửu dường như bước sang một trang mới, tiền bạc rủng rỉnh hơn, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức sau khi lấy vợ. Tuổi Mão tuy rất thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén, có con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng, nhưng nam giới tuổi Mão thì thường trưởng thành muộn. Khi còn độc thân thì không ít nam giới tuổi Mão chỉ thích lông bông, suốt ngày đàn đúng với bạn bè mà không thực sự tu chí làm ăn, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu mà không biết tích góp cho tương lai sau này. Thế nhưng, từ khi tìm được một nửa đích thực của đời mình thì đàn ông tuổi Mão mới bắt đầu biết được giá trị của cuộc sống. Họ cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ, quan tâm và mang lại cuộc sống no ấm, sung túc cho đối phương. Nên con giáp nam này bắt đầu cố gắng vươn lên trong công việc, chăm chỉ, chịu khó hơn nhiều lần. Nhờ bỏ được tính ham chơi, tập trung lo cho gia đình và sự nghiệp, cộng với trí thông minh sẵn có mà tuổi Mão nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Chính vì vậy mà tuổi Mão được liệt kê vào danh sách một trong ba con giáp nam phát tài sau khi lấy vợ. Tuổi Hợi, có lẽ rằng người vợ chính là quý nhân của đàn ông tuổi Hợi. Bởi sau khi lập gia đình, con giáp nam này sẽ được một người vô cùng quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, bù trừ cho tính thiếu quyết đoán của bản mệnh. Bên cạnh đó thì những người tuổi Hợi đa số là thích cuộc sống bình lặng, không ganh đua, bon chen với đời, không có máu kinh doanh. Nhưng con giáp nam này lại được người vợ biết tính toán những việc lớn nhỏ, biết đầu tư. Do đó mà sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Hợi cũng liều lĩnh hơn và tất nhiên với sự trợ giúp của vợ thì họ sẽ có được những thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra thì đàn ông tuổi Hợi là mẫu đàn ông lý tưởng của gia đình. Vì sau khi kết hôn, họ không chỉ phấn đấu là người chồng tốt, biết chăm lo cho gia đình, mà họ còn cố gắng phấn đấu hơn cho sự nghiệp với hy vọng mang đến cho vợ con cuộc sống đầy đủ. Với những lý do trên mà tuổi Hợi là một trong ba con giáp nam phát tài sau khi lấy vợ, con đường sự nghiệp ngày càng rộng mở. Quý vị có biết không? Mặc dù rất yêu thương chiều chuộng đối phương, nhưng ba con giáp nam cuồng ghen này lại hay dính vợ như sàn, có tính chiếm hữu cao khiến cho bạn đời cảm thấy tủi thân mệt mỏi. Ghen tuông là một phần của cuộc sống, nhưng nếu quá mù quáng sẽ dẫn đến tan vỡ trong hôn nhân. Quý vị hãy cùng Phong Thủy Gia Cát theo dõi nội dung tiếp theo. Ba con giáp nam cuồng ghen khiến vợ tủi thân một đời. Ghen tuông là một thứ gia vị trong tình yêu, tuy nhiên thì cũng giống như là nấu ăn. Nếu nêm nếm quá tay sẽ khiến cho món ăn đó bị hỏng và phải bỏ đi. Do đó nếu ghen tuông vừa đủ, đó sẽ là chất xúc tác để tình yêu thăng hoa. Nhưng ngược lại, nếu cuồng ghen sẽ khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Dưới đây là ba con giáp nam cuồng ghen khiến cho vợ tủi thân cả đời. Đầu tiên đó là tuổi Dần. Trời sinh tuổi Dần là những người kiên định, mạnh mẽ, hiếu thắng, không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Trong tình yêu thì một khi đã tìm thấy được một nửa cuộc đời mình, con giáp nam này sẽ bất chấp tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu. Họ luôn ân cần, dịu dàng với vợ, sống có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên thì đàn ông tuổi Dần cũng khá là bảo thủ, độc đoán, gia trưởng và có tính chiếm hữu cao. Khi mà nửa kia ra ngoài với bạn bè hay là tham gia những công việc ngoại giao khác, đàn ông tuổi Dần thường vặn hỏi rất nhiều, nhưng đối phương có trả lời như thế nào thì họ cũng không yên tâm. Càng thể hiện sự độc tài của mình, con giáp nam này càng khiến cho vợ bức bối, xa cách.
Tuy nhiên thì tuổi Dần lại không hề tỉnh ngộ trước hiện thực ấy mà quay sang ngờ vực vợ có nhân tình nên mới lạnh nhạt với mình. 2. Tuổi Mão. Đàn ông tuổi Mão tuy là hiền lành, chăm chỉ, sống tình cảm nhưng rất lụy tình. Tuổi Mão này thì sẵn sàng làm mọi điều để đối phương hạnh phúc, sung sướng nhất có thể. Nhưng cũng vì quá yêu mà muốn chiếm hữu nên tuổi Mão mới trở thành một trong ba con giáp nam cuồng ghen. Bên cạnh đó thì tuổi Mão lại thường tự ti về bản thân mình, cho rằng mình kém cạnh đối phương nên anh chàng tuổi Mão rất sợ nửa kia sẽ chê bai mình, thay lòng đổi dạ mà tới người đàn ông khác. Do đó mà không ít chàng trai tuổi Mão luôn dính vợ như san, vợ đi đâu, với ai, làm gì cũng phải khai báo cụ thể. Bởi có như vậy thì con giáp nam này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Tưởng chừng đây là cách giữ vợ hiệu quả nhất, nhưng tuổi Mão thì không ngờ rằng chính họ đang dần dần đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt. Sự kiểm soát ngờ vực của tuổi Mão chỉ khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt, thậm chí là tủi thân vì không được chồng tin tưởng mà thôi. 3. Tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu thường ưa thể diện, chú trọng chăm sóc ngoại hình và ưa trai chuốt. Bên cạnh đó thì con giáp này cũng có tài quan sát sắc bén, nhưng họ lại khá là đa nghi, có lối sống khép kín và bảo thủ, ít khi nghe theo lời khuyên của người khác hay là thừa nhận lỗi sai của mình. Trong tình yêu thì đàn ông tuổi Dậu rất chân thành, nhưng họ lại hay nghi ngờ về sự trung thực của đối phương. Do con giáp này theo đuổi sự cầu toàn, khi yêu thì luôn tản tuân tản ý với người mình yêu, nên họ cũng đòi hỏi ở đối phương như vậy. Nên vô hình chung, tuổi Dậu lại gây sức ép tâm lý cho đối phương, khiến cho đối phương phải lo nghĩ nhiều điều. Chưa hết, con giáp nam này cũng giữ vợ rất chặt, chỉ cần bạn đời tiếp xúc với người khác giới cũng khiến cho họ sôi máu. Nên tuổi Dậu mới được liệt vào danh sách 3 con giáp nam cuồng ghen nhất trong 12 con giáp. Thưa quý vị, mặc dù khi mà còn độc thân thì 3 con giáp nam tiêu hoang này có hào phóng, tiêu pha lãng phí tới đâu thì sau khi kết hôn, họ lại làm được bao nhiêu sẽ đưa hết cho vợ bấy nhiêu. Nội dung tiếp theo mà Phong Thủy Gia Cát sẽ gửi đến quý vị đó là 3 con giáp nam tiêu tiền như nước nhưng lại đưa hết tiền cho vợ sau khi kết hôn. Khi mà còn độc thân thì chúng ta có thể tiêu xài hoang phí một chút, vung tay quá chán và mua một số món đồ đắt tiền. Tuy nhiên thì sau khi kết hôn, cả vợ và chồng đều phải biết tiết kiệm, tích góp để lo mua nhà, mua xe và chăm lo cho con cái, không thể thích gì tiêu nấy như trước đấy nữa. Mặc dù là vậy nhưng không ít cặp vợ chồng vẫn tiền ai người đấy tiêu, hoặc là một số bị vợ bắt ép giao nộp tiền lương hàng tháng thì mới đưa, rồi lại lén lút giấu quỹ đen để có tiền đi ăn nhậu với bạn bè. Tuy nhiên thì khi còn độc thân, 3 con giáp nam tiêu hoang này có thể tiêu pha phung phí tới đâu thì sau khi kết hôn ắt sẽ tự động đưa hết tiền cho vợ. Tuổi Sửu. Trời sinh những người tuổi Sửu vốn đã chăm chỉ, siêng năng, biết tiết kiệm, không thích tiêu pha hoang phí. Có thể trước khi kết hôn, một số chàng trai tuổi Sửu có thể thích đàng đứng với bạn bè, mạnh tay chi tiêu một chút, nhưng sau khi kết hôn, họ lại trở thành một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Đàn ông tuổi Sửu lúc này sẽ sống có trách nhiệm và cố gắng nhiều hơn để vun đắp cho cuộc sống gia đình. Họ làm được bao nhiêu đều muốn đưa hết cho vợ, coi gia đình là số 1. Thậm chí thì một số người tiêu cho mình thì cảm thấy phung phí, khiến cho người khác hiểu nhầm rằng họ là kẻ keo kiệt. Nhưng đàn ông tuổi Sửu sẽ không tiếc tiền mua quà, mua đồ tặng cho vợ con. Tuổi Dần. Tuy tuổi Dần thì vốn thoáng tính, hào phóng, tiêu tiền không biết tiếc và là một trong 3 con giáp nam tiêu hoang. Nhưng sau khi kết hôn thì họ dường như lại biến thành một con người khác. Họ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn trước gấp bội để kiếm tiền chăm lo cho gia đình và gần như là toàn bộ tiền lương của mình đều tự giác mang về cho vợ quản lý, chỉ trừ lại một chút tiền xăng xe. Không chỉ vậy, trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều nghĩ tới vợ con trước và luôn ra sức bảo vệ tổ ấm của mình. Thậm chí một số còn quên đi bản thân mình mà chỉ luôn nghĩ làm thế nào để vợ con có cuộc sống đầy đủ nhất. Mặc dù có đôi chút độc đoán, cố chấp, nhưng đàn ông tuổi Dần luôn ân cần dịu dàng với vợ con, sống có trách nhiệm, luôn đặt tình cảm, cảm xúc của vợ lên hàng đầu. Tuổi Thìn. Khi vẫn còn độc thân thì các chàng trai tuổi Thìn vốn là người vô cùng thoáng tính, rộng rãi, vung tiền không biết tiếc, là một người hết lòng hết dạ vì anh em, bạn hữu. Cũng chính vì vậy mà không ít chàng trai tuổi Thìn dễ bị bạn bè lừa gạt chơi xấu. Sau khi kết hôn, các chàng trai tuổi Thìn sẽ hiểu được thế nào là trách nhiệm và cũng học được cách tiết kiệm từng chút một.
đưa cho vợ từng đồng mình làm ra. Bất cứ khi nào tuổi Thìn cũng muốn gánh vác trách nhiệm, luôn luôn cố gắng để cho vợ con có cuộc sống đầy đủ tốt đẹp hơn. Tuy mà trước mặt người khác, đàn ông tuổi Thìn có thể bị đánh giá là keo kiệt bủn xỉn, nhưng cô nàng nào là vợ của con giáp này lại cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện vì mọi sự hào phóng, chiều chuộng, quan tâm của họ đều dành hết cho vợ con. Chính vì những lý do này mà tuổi Thìn là một trong ba con giáp tiêu hoang nhưng sẽ đưa hết tiền cho vợ sau khi kết hôn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi con giáp đều mang cho mình một số phận riêng, công danh, sự nghiệp, nhân duyên, không phải tự dưng mà có. Trong cuộc sống thì cần phải nỗ lực rất nhiều để có được những điều mình muốn. Tuy nhiên, có những con giáp sinh ra đã được trời định số hưởng, vượng nhân duyên, tài lộc kéo đến ầm ầm. Như video trên thì đã chia sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để luôn nhận được những kiến thức bổ ích đầu tiên. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.